Mỗi con bị rối loạn tâm thần cũng hơi nặng, nhưng con vẫn nhận thức được việc con làm. Nhưng có điều hơi khờ và tiếp thu chậm. Con đã đi khám uống thuốc được 3 năm nhưng không hiệu quả. Con có xem video của sư về chủ đề rối loạn tâm thần thì sao tu. Sư có khuyên rằng nên đi làm công quả sẽ mau giảm bệnh. Con rất hoan hỷ, mong được đi làm công quả ở chùa. Nhưng con không biết phải làm sao để xin được. Con tính gửi câu hỏi này thì xuất hiện video của sư về cách xin lập công quả ở chùa thì như thế chuyện như thế nào? Thưa chuyện như thế nào? À, con có xem qua thì thấy sư nói chỉ nhận tu học thôi chứ không nhận làm công quả vì chùa nhỏ nên cũng đủ người làm việc đó rồi. Con tính không gửi câu hỏi này vì con sợ nói trùng với câu trả lời rồi nên con hỏi lại sẽ làm phiền sư, nhưng mà trong tâm con vẫn muốn hỏi xem con có thể đóng góp một điều gì đó hướng đến chùa không, kính mong sư chỉ dạy. Thưa với quý vị đó, cái chuyện mà không nhận ở đây á, tức là không nhận cho ở lại. Chứ còn mà thí dụ như là quý vị cứ đến chùa rồi quý vị cứ túc tắc rồi cứ tưới cây rồi cứ chăm sóc cỏ rồi cứ quét sân rồi quét rác rồi lau chánh điện thì không lẽ bây giờ chùa đuổi quý vị về? Đâu có đuổi được. Thì cái sự không hỗ trợ ở đây á, là cái sự không ở, hỗ trợ cho quý vị ở lại, tức là không có nhận quý vị ở lại được thôi. Đó, chứ còn mà quý vị muốn tới chùa công quả thì đó là chuyện bình thường. Và sư nói là để cho quý vị hiểu á, là cái chuyện mà sư kêu quý vị đi công quả đó, nó không có nghĩa là mình cứ bắt buộc là phải ở lại chùa nha. Không có nhất thiết. Thì quý vị có thể vẫn sống cuộc đời của quý vị thôi, vẫn đi làm. Nếu như có việc làm thì vẫn đi làm. Rồi ở nhà thì có cha có mẹ thì vẫn chăm cha chăm mẹ. Đó, vẫn làm những cái phận sự, những bổn phận của mình. Rồi có thời gian rảnh rỗi đó thì quý vị đến chùa, cầm cái chổi quét miếng la đa, đổ miếng rác, cọ miếng toilet chẳng hạn. Thì có thời gian rảnh thì tới chùa, còn nếu như mà mình rảnh nhiều thì tới nhiều, mà rảnh ít thì tới ít, không rảnh thì thôi khỏi tới. Thì đó là như vậy đó. Chứ còn đúng là cái chuyện mà quý vị xin ở lại chùa á, thì chùa nhỏ cho nên là chỉ nhận tu học thôi đó. Còn cái chuyện mà quý vị lui tới chùa để mà gần gũi chư tăng, gần gũi tam bảo, quý vị kiếm chút công đức thì xin thưa là đâu có chùa nào mà đóng cửa đuổi quý vị đâu. Và cái và xin nói là để quý vị hiểu là quý vị đi chùa nào cũng được, chứ không nhất thiết là phải chùa của sư. Và cái việc này đó thì cũng không phải là chỉ áp dụng ở chùa sư mà áp dụng ở tất cả các ngôi chùa nào cũng được. Tức là quý vị thấy chùa A, chùa B nào đó gần chùa đó, quý vị cứ túc tắc tới rồi làm công quả ngày 1, ngày 2, rồi thì dần dần thì chùa cũng quen đó, rồi quen mặt quý vị cứ tới lui thôi, thường thôi. Và sư tin là cái chuyện mà quý vị tới lui thường thì một ngày nào đó quý vị có xin ở lại thì có lẽ là chùa cũng sẽ chấp nhận quý vị ở lại thôi. Và cái vấn đề mà xin công quả lui tới như thế này thì không biết là sư Tuệ Tường thấy cái tình hình ở trên Phước Sơn á, nó như thế nào? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì sư rất là đồng ý cái quan điểm của Đức Hành Tuệ, đặc biệt là đồng ý về cái câu mà Đức nói đó. Nghĩa là cái trường hợp của vị này á, là sức khỏe mình là nó cũng có sự hạn chế, đúng không? Thì Đức Hạnh Tuệ có cho lời khuyên mà sư cũng đồng ý, nghĩa là nếu mình có cái thiện tâm, có cái tâm đó, mặc dù mình có cái bệnh, đúng không, mà có cái tâm như là sư, riêng bản thân sư nghe, sư rất là tán thán vị này, đúng không? Vẫn hướng tâm đến là mong mỏi đến chùa công quả, lên mạng, đúng không? Mình nghe pháp, mình học khỏi pháp, điều đó nó rất là tốt. Thì Đức Hạnh Tuệ có nhấn mạnh là quý vị á, sức khỏe quý vị không có thì quý vị cũng không nhất thiết là phải đến chùa của sư Hạnh Tuệ, đúng không?
mà quý vị đến cái chùa nào mà thuận tiện cho cái sức khỏe quý vị và thuận tiện cho cái việc học hỏi quý vị đó, thì cái đó là điều tốt. Còn nếu ở đây sử dụng thì nếu quý vị mà có cái sự cái bằng cái sự hâm mộ, cái sự học hỏi từ sự hiện tại, quý vị mà có cái sự nỗ lực nữa, chịu khó nữa, quý vị đến chùa có sự để được thanh tọa chùa Nam Tông, đúng không? Thì đó càng tốt nữa, đúng không? Mình có thể đôi khi mình gặp trực tiếp, mình có những cái thắc mắc à, mình hay là mình có thể nói mình gặp sư anh tại, dạ bạch sư, sư có cần, ví dụ mà sư có cần con phụ giúp gì không, ví dụ mà quét chiếc cốc đó, quét chiếc cốc hay là phơi y đó, phi hay là ở đây là sư nói lên vấn đề phi là người nam nha, nó sẽ nhấn mạnh người nam nha, người nam đó, hay là sư có cần con phụ giúp mua lặt vặt cái gì không đó, hay là khiêng bưng bê gì không đó, hay là sư có thể chỉ định con cái điều gì không, thì cái điều đó càng tốt hơn, đúng không? Nhưng mà ở đây thì vẫn là quay lại trên tinh thần là quý vị đã không có sức khỏe thì cứ đi cái nơi nào quý vị phù hợp nhất. Rồi về cái mảng mà rồi cái vấn đề gọi là công quả mà Đức Hạnh tại hỏi sư ở chỗ sư thì sư cũng không nắm rõ, cho nên là xin cái khép lại cái câu trả lời. Rồi. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.